này số công anh thực tế làm bao nhiêu ngày tháng năm cũng như là, nhưng mà tiền thì vẫn không có bị trừ tại vì phải chia ra chứ đâu có cộng vô được. Vậy còn hai cô tập vụ đó giờ sao tăng ca giờ sao? Cũng có gì tăng ca rồi 16 tiếng rồi. Vậy để tháng sau hay sao? Anh chút bù lát bù vô chứ. Bù vậy là giờ ghi phiếu tăng ca luôn hả? Vậy vậy chị đi hỏi mấy tổ trưởng á, có giấy tăng ca không, xin đi. Xin tờ giấy tăng ca ghi đi. Từ mấy giờ tới mấy giờ ghi vô. Vậy mỗi người hai tờ mới đủ. Một nó một trang nó có là có 6 7 ngày à. 7 ngày 8 ngày vậy. Rồi ổng tăng, ta tăng có 1 ngày 2 ngày à. Thôi 2 đêm, 2 đêm. Số cột hết không? Hợp đồng hả? Hợp đồng thì có rồi, đợi ông kia qua rồi mới ký được. Ông kia chưa ký, ông kia về nước rồi. Mình tăng bao nhiêu tiếng mình phải có tiếng được rồi thì nhớ ngày kia. Đổi hỏi ghi số thẻ nè. Họ tên. Chị ghi đi xong rồi chút nữa đưa cho tụi em nha. Đi mạch đi. Đi với để biết chừng nào mới xong. Cái này tụi nó phải qua ký, tại vì bắt công tụi nó thì đó. Nó đòi tắt máy qua. Thì đó. Không phải, tao cứ để dưới xưởng, ở dưới xưởng bà lọc rồi tụi kia tụi nó qua. Nhưng mà tao không có, một tháng trước tao để một lần rồi đâu có ai ký đâu. Vậy hả? Không phải là không ai ký, dưới bên kia ký rồi. Đi qua bên đây trước đi. Mình nói từ từ, bên đây đông. Không có xưởng cũ qua, xưởng mới qua ký đâu. Bây giờ làm qua đây ký mẹ nó cho rồi. Ký hay ký? Bản công nè. Từng người nha, từng người đừng có qua một đống nha. Rồi ngồi đây ký luôn đi. Không có. Ờ bên kia cho sạch kìa. Chốt gì? Mới đưa hồi trưa à, hay là ăn cây bây giờ nè. Cái cây với cây gì? Bây giờ cây củi. Tự thì bọn tôi phải nhờ chị nói giọng cho tôi biết nói gì với ông chồng. Nói rồi, nhưng mà cái này mấy anh phải nói chuyện với ông chủ quản chứ, nói chuyện với ông lãnh rồi tại sao? Đóng lãnh rồi, nhưng mà chị hỏi giùm rồi sao chứ giờ em nói tiếng Việt, không nói tiếng Trung quá mà sao hiểu. Nói rồi, ông cũng không. Chỉ làm cuối cùng ông có gì hay không? Làm cái cường. Kêu ổng qua đây nè, hỏi. Ông lãnh á. Nó hỏi rồi, mà bên kia nó hỏi ông là có tiền xăng rồi, mới đó ông lên sao, lo gì muốn. Mấy chị làm nhân sự bảo vệ cho bọn tôi, mấy chị vô đây làm gì? Cái gì bảo vệ cho tụi tôi à? Trời ơi, ghê ta. Biết luật pháp bảo vệ công nhân chứ lẽ giờ bảo vệ công nhân hả? Ủa, đèn áp hồi nào, Tôi lưỡi với tụi anh chứ đâu phải tôi lưỡi. Cái đó có quyền lợi của tôi, mấy chị phải. Thì đó, quyền lợi là anh đi nói với xưởng trưởng trưởng của anh. Vậy có được không? Ngày sáng thì đi kiếm ông lãnh, ông nói chuyện với lại ông Mr. Bin. Lãnh rồi. Khi nào ông đồng ý thì em sẽ nhắc ông Bin. Mày gì chứ? Mệt quá, ông Bin vào đây đi. Ngày đi bao rồi? 26 không? Sao ra 27? 27 rồi, mấy chị ơi. Làm cái ngày gì ta? Tháng 12 này làm gì hả? 5 ngày chủ nhật. 5 ngày chủ nhật hả? 26 ngày, 31 ngày nghe chưa? Để đâu rồi?